Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy bìm bịp trên mọi miền Tổ quốc. Mày show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác một cái bộ sản phẩm, đó là cái mẹt bẫy bìm bịp một mặt nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì em sẽ chỉnh máy quay, quay gần vào một chút và em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái sản phẩm mẹt bẫy bìm bịp này. Và cái trước tiên thì em cũng xin giới thiệu cho các bác về cái phương thức đặt hàng nhé. Thì các bác mà có nhu cầu về cái mẹt này, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đang tải lên. Hoặc là các bác có thể là để lại cái số điện thoại ở cái phần dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên tự chủ động liên hệ chốt đơn cho các bác nhé. Và em giới thiệu là nhà em ship hàng toàn quốc này, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng nhé, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là cái phương thức bán hàng nhà em, nhưng lúc nào cũng cho khách kiểm tra hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán. Đây là về cái phương thức bán hàng. Còn về cái chi tiết về cái bộ sản phẩm này thì em cũng giới thiệu là nguyên liệu chính để làm đến cái mẹt này ấy, thì được làm bằng inox hoàn toàn nhé, inox 304, để đảm bảo cho các bác là chống nhiễm, chống han gỉ. Các bác sử dụng là không bao giờ bị han gỉ này. Các bác sử dụng mua một lần là sử dụng cả đời luôn. Đấy là về cái phần nguyên liệu chính. Và nhà em đã sơn thêm cho các bác là một cái lớp sơn tĩnh điện màu đen, để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính ngụy trang nhé. Thì nó sẽ tối màu thì con bìm bìm nó sẽ khó phát hiện ra nên này, cái mẹt bẫy. Còn về cái phần mẹt này thì các bác có thể là đánh rất là đa năng nhé. Các bác có thể là đánh cây đấy, địa hình cho phép thì các bác đánh cây, không địa hình không cho phép thì các bác có thể là đặt ở dưới đất đánh vẫn được đấy. Cây thì nhà em thiết kế cho các bác là một cái móc này, móc bên trên đây. Đây là một cái móc này đấy, các bác có thể là đánh ở trên cây cũng được. Và các bác có thể là đặt ở dưới đất đấy. Dưới đất này thì cũng rất là vuông vắn nhé, rất là vuông vắn như này. Còn về cái kích thước của nó, em cũng xin giới thiệu thêm cho các bác một chút về cái kích thước nhé. Kích thước là cái chiều rộng này, cái chiều rộng của nó là 47 nhé. Còn cái chiều dài ra, cái chiều dài ra của nó là 43 nhé, 43 và 47. Và cái chiều cao của cái phần móc treo, cái chiều cao của phần móc treo là 53 nhé. Thế là về tổng cái diện tích của nó. Còn về cái lưới, đây lưới của phần mặt sập này, thì lưới này thì được làm bằng lưới sợi dù nhá, sợi rất là to để đảm bảo cho các bác là khi mà con bìm bịp bổi ở bên ngoài nó nhảy vào nó sập, nó dãy ruộng, thì tất cả những cái lưới này được luồn vào khung thành này rất là chắc chắn như này thì nó sẽ không bao giờ bị bật được ra. Và cái sợi của nó rất là to thì để đảm bảo cho các bác là khi mà nó nhảy vào đây nó đạp không bao giờ rách được cái phần lưới này nhá. Đấy là về cái phần lưới của nó. Còn nào, đây là về cái phần cầu tử đây. Cầu tử thì nhà em thiết kế thêm cho các bác là cầu tử bằng gỗ song nhé. Đấy, không phải bằng thép đâu, là bằng inox đâu. Là cầu tử này bằng gỗ song để đảm bảo cho các bác là tăng cái tính tự nhiên. Đấy. Về còn về cái phần bên trong này thì nhà em thiết kế cho các bác là thêm một cái dây để các bác buộc con mồi. Các bác có thể là buộc con mồi vào phần cầu tử này. Đấy. Nhiều bác thì cũng hỏi em bảo là nếu mà mình làm rõ thép có được không? Nhưng mà em cũng xin chia sẻ cho các bác một chút là đánh các bác nhốt con mồi vào trong rõ thép thì đánh không hiệu quả bằng các bác buộc thẳng con mồi ở trên phần cầu tử nhé. Tại vì buộc ở đây thì nó luôn luôn là đạt. Còn là mình khi mà mình để rõ thép ở bên dưới này, nếu nó bò đi nó bò lại thì nó rất là khuất, thì nó đánh sẽ không hiệu quả bằng các bác buộc thẳng con mồi vào cái phần cầu tử này. Đấy, về cái phần buộc con mồi nhé thì nhà em thiết kế thêm. Còn là về cái phần lò xo của phần mặt sập này nhé, phần lò xo này thì được làm bằng thép chịu lực, thì làm rất là dài ra ngoài này để đảm bảo cho các bác là lực của nó rất là mạnh. Nên em sẽ test thử cho các bác về cái độ mạnh của cái lực này. Ừ, lực của nó rất là mạnh nhé, nhanh, đảm bảo khi mà nó đã bước chân vào đây rồi thì không bao giờ quay đầu được ra. Còn về với phần chốt ở đầu ngoài đây, ở đây thì thiết kế thêm cho các bác là một cái chốt này. Chốt này thì để đảm bảo cho các bác là khi mà con bìm bịp ấy, nó nhảy vào thì nó dãy ruộng thì nó sẽ vướng cái móc ở đầu ngoài nhé, đã sập là 100% dính luôn, không bao giờ có cơ hội nào sỏng được. Thì cái mẹt này thì khi mà các bác không đi đánh ấy, đây các bác em sẽ bỏ ra. Ở đây nó có một cái lẫy này, lẫy dài đấy. Khi mà các bác mà không đi đánh thì các bác có thể là gập lên, gập lên các bác móc cái móc vào đây đấy, xách đi rất là gọn nhẹ nhé. Và khi các bác mà đến địa điểm đánh rồi thì các bác lại bỏ cho em này xuống. Đấy là về cái phần mẹt này thì em cũng xin test thử cho các bác là về cái độ nhạy, test thử qua một chút về cái độ nhạy của mẹt này nhé. Đây em sẽ gài vào thì ở đây nó có một cái lẫy gài này, đây em sẽ chỉnh quay một chút. Ở đây nó có một cái lẫy gài này, thì các bác gài một cái mức vừa đủ thôi, đừng gài sâu quá mà đừng gài lông quá. Thì khi mà con bìm bịp ấy, nó nhảy vào thì nó nhảy chân vào đây nhá, nó sẽ sập xuống.
đấy, nó sẽ vướng, nó dãy giụa này đấy, nó sẽ vướng cái móc của đầu ngoài này nhá. Đấy, đã sập là 100% dính luôn. Thế là về cái chi tiết về cái mẹt một mặt thì em cũng giới thiệu thêm cho các bác là nhà em cung cấp mẹt bẫy bìm bịp một mặt này, mẹt bẫy bìm bịp hai mặt này, thòng bẫy bìm bịp, rồi những cái lụp bẫy bìm bịp cũng rất là nhiều. Những video em cũng giới thiệu chi tiết rồi đấy, các bác mà quan tâm thì các bác có thể là tham khảo em ở những video trước ấy, thì em giới thiệu rất là nhiều bộ sản phẩm rồi. Và nhà em cung cấp cả loa bẫy bìm bịp, con bìm bịp mồi giả nhà em cũng có nhé. Các bác mà có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em. Còn bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau.